Vâng, thưa quý vị khán giả, vào khoảng đầu năm 2016 thì có một phiên chợ với một cái tên rất là ấn tượng đã hình thành giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Phiên chợ có tên là Phiên chợ xanh Tử Tế. Cho đến nay thì phiên chợ này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với hàng trăm sản phẩm cây nhà lá vườn từ khắp mọi miền đất nước tập trung về mỗi kỳ họp chợ. Và thưa quý vị, chắc chắn rằng là chúng ta theo dõi những bản tin của truyền hình Quốc hội Việt Nam thì cũng biết rất rõ một trong những vấn đề luôn được các cử tri quan tâm trong những dịp tiếp xúc cử tri đối với các đoàn đại biểu Quốc hội, đó là vấn đề thực phẩm mất an toàn đang bán tràn lan và bữa cơm hàng ngày của mọi người, người ta đang rất quan tâm đến vấn đề thực phẩm như thế nào cho sạch, cho an toàn. Thì hy vọng rằng phiên chợ xanh tử tế mà Phương Thảo vừa chia sẻ cũng như chúng ta sẽ cùng kết nối ngay sau đây cùng với một phóng viên của chương trình sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn và cũng là một địa chỉ để chúng ta có thể lui đến trong những dịp cần thiết. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ có phần kết nối trực tiếp với phóng viên Xuân Phát đang có mặt tại một địa chỉ đã trở nên rất là quen thuộc trong khoảng thời gian gần đây của người dân thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp cuối tuần. Như chúng tôi đã nhắc đến, đó chính là phiên chợ xanh Tử Tế. Sáng ngày hôm nay cũng là dịp cuối tuần thì cũng đã tiếp tục diễn ra phiên chợ này ở địa chỉ là 135A đường Pasteur, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Xin lỗi quý vị, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ phóng viên Xuân Phát để xem là phiên chợ này đang diễn ra như thế nào ạ. Xin được mời phần phản ánh từ phóng viên Xuân Phát. Xuân Phát xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là gửi lời chúc đầu ngày thật là tươi đẹp đến cho tất cả quý vị khán giả của chương trình Chào buổi sáng chúc bình an. Kính thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì hơi đặc biệt một chút xíu, Xuân Phát dẫn tất cả mọi người sẽ cùng với nhau đi chợ, mà một phiên chợ rất là đặc biệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị ạ. Trong một không gian đô thị tấp nập như thế này nhưng mà một phiên chợ xanh mang tên Tử Tế đã xuất hiện cũng từ khá lâu rồi, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Xuân Phát mới có dịp dẫn tất cả mọi người cùng đến với phiên chợ này để xem phiên chợ này có gì đặc biệt quý vị nha. Bởi vì từ sáng sớm khi mà đến với nơi đây thì Xuân Phát đã thấy được cái không khí là tất cả các anh chị tiểu thương mua bán ở đây dọn hàng rất là đặc sắc. Đặc sắc và thú vị ở cái chỗ là các sản phẩm ở đây rất là đa dạng, đến từ rất nhiều vùng miền, các tỉnh thành nữa. Đặc sắc và thú vị thứ hai đó là Xuân Phát cảm thấy là bao bì rồi các sản phẩm không quá gọi là màu mè nhưng mà nó rất gần gũi, rất thân thiện và nhìn một cái là muốn mua liền. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà đến đây quan sát như vậy thôi, nhưng mà để hiểu thêm về cái câu chuyện của phiên chợ xanh Tử Tế thì chắc là Xuân Phát xin mời tất cả quý vị cùng trò chuyện và làm quen với một cô khách mời rất là dễ thương, cô Kim Anh, một người sáng lập nên có thể nói là sáng lập nên phiên chợ xanh Tử Tế ngày hôm nay. Vâng ạ, con xin được gửi lời chào đến cô Kim Anh. Chào cô, thì đầu tiên phải hỏi cô một câu trước hết, đó là tại sao gọi là phiên chợ xanh Tử Tế? Phiên chợ xanh vì cái ở đây chúng tôi chủ trương là nông sản xanh, nông sản sạch và bảo vệ môi trường. Còn cái chữ Tử Tế thì tôi nghĩ là cái này là một cái sự sáng tạo, sáng kiến thôi của những bác nông dân. Khi chúng tôi ngồi một cái hội thảo với câu lạc bộ nông gia miền Tây ở Cần Thơ thì mình bàn cái chuyện là lập một phiên chợ để tiêu thụ sản phẩm của các nông hộ của mình. Thì bàn quay không biết đặt một cái tên gì, tính phiên chợ xanh thôi. Nhưng mà mấy bác nông dân nói là tụi tôi là những người tử tế, tụi tôi làm ăn đàng hoàng và sản phẩm của tụi tôi đưa ra nhiều khi thị trường không chấp nhận. Bởi vì nó không đẹp, nó không xanh, nó không mướt mắt như chỗ khác. Nhưng mà chúng tôi là những người tử tế. Thì từ đó cái chữ tử tế nó làm cho chúng tôi thấy là mình muốn giới thiệu những sản phẩm của những người tử tế với lại dân thành phố Hồ Chí Minh. Một cái ý nghĩa nghe con mới hiểu, thực sự mới hiểu và mới biết và mới cảm thấy là nó ý nghĩa như thế nào đối với cái phiên chợ này và đối với những người khi mà đến đây. Như vậy thì phiên chợ của mình được thành lập chính xác là từ thời điểm nào, và đến nay thì trải qua một khoảng thời gian như vậy thì mình có được bao nhiêu anh chị mua bán đến đây rồi ạ? Phải nói thật ra để mà ra được cái phiên chợ, cái ngày mà chúng tôi khai trương phiên chợ nó là trong cái chuỗi hoạt động của hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 vào tháng 4. Nhưng mà để ra được một cái phiên chợ như vậy đó thì không phải là muốn ra là ra, mà nó là một quá trình, một quá trình mà chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều năm liền, tổ chức cái hoạt động, thành lập các câu lạc bộ, các hợp tác xã, các câu lạc bộ làng nghề, rồi một cái chuỗi hoạt động của các bạn thanh niên khởi nghiệp, nhất là ở lĩnh vực nông thôn.
Và như vậy thì khi mà bắt đầu hoạt động cho tới nay, thì khi mới đầu hoạt động thì chừng 20 cái bàn thôi, mà chúng tôi dùng một cái từ cho nó quy mô hoành tráng đó là gian hàng. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ là những cái bàn thôi, bởi vì nó là một cái chợ, cho nên là mình sử dụng bàn. Nhưng mà cho tới nay thì các bạn thấy là từ khoảng 20 đơn vị, 20 cái bàn, bữa nay chúng tôi có thể tự hào là nó phát triển mỗi một lần như vậy là khoảng 60. 60 và khoảng như vậy là của 40 đơn vị của rất là nhiều tỉnh thành tham gia trong phiên chợ này. Đó là một cái sự phát triển. Ban đầu thì phiên chợ chỉ tổ chức được có một tháng hai lần thôi, mà mình phải sử dụng cái văn phòng làm việc của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, bởi vì nó không có tốn tiền mặt bằng vì mình có tính chất hỗ trợ mà. Nhưng mà văn phòng Bộ Nông nghiệp thì các anh chị bên văn phòng Bộ Nông nghiệp rất là hỗ trợ. Ở bên Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp thì các anh chị qua tham khảo, tham quan và thấy rằng là cái này đáp ứng được cái nhu cầu, nhất là cái chức năng nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp, và các anh chị hỗ trợ cho phiên chợ xanh qua đây. Và như vậy thì chúng tôi làm cứ một tháng 4 lần, hai lần bên đây, hai lần bên kia. Nhưng từ tháng 11 thì mấy anh nói thôi bây giờ mình làm bên đây luôn. Thì chúng tôi thấy ở đây không gian nó rộng, nó mát, nó thoáng hơn. Và bắt đầu từ tháng 11, 2017 thì phiên chợ hoạt động ở đây luôn. Và các bạn thấy là sản phẩm ở đây nó là của gần 40 tỉnh thành. Có thể nói từ ngoài Bắc, từ Hưng Yên, từ Lào Cai, rồi cho tới Cà Mau trở lên thì đều có sản phẩm ở đây cả. Nhưng mà nhiều nhất thì có lẽ là đồng bằng sông Cửu Long. Nghe thì thật sự là rất là đáng quan tâm. Như vậy thì khi mà các anh chị từ các khu vực xa xôi quy tụ về đây, thì không biết là trong cái quá trình mình làm cái phiên chợ này thì mình có những cái kỷ niệm nào rất là đáng nhớ, ví dụ về một anh chị nào đó ở nơi xa đến đây hay như thế nào, cô có thể chia sẻ một chút xíu không ạ? Vì đặc thù là các hộ nông dân, rồi họ trực tiếp họ đem sản phẩm lên. Nếu mà các bạn tới vào những ngày đầu nữa đó thì các bạn thấy thí dụ như có cái nhóm rau củ quả của chuyên gia Nhật Bản, của cô Inomayu ở Bến Tre, là hoặc là của các bạn trẻ khởi nghiệp ở Ninh Thuận, ở Đồng Tháp, ở Trà Vinh và ở Cà Mau, ở An Giang, ở Tiền Giang vân vân, thì là sản phẩm nào cũng chuyển lên vào sáng sớm của phiên chợ. Có nhiều em, có nhiều anh chị là phải đi từ ở dưới tỉnh mình lên. Thí dụ như ở câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp ở Ninh Thuận, thì các bạn đó là tập kết là nho, là táo, là măng tây vân vân các thứ, đem lên đây gửi xe lên đây. Nhưng mà khi lên đây á, thì cái cô mà một cái cô trong thành viên của câu lạc bộ, thì mấy em đó phải đi từ chiều tối ngày hôm trước. Như vậy thứ bảy mình làm chợ thì mấy em nó đi từ thứ sáu, tối thứ sáu đi xe đò lên đây, xong rồi 4 giờ sáng đi kiếm cái nhà trọ gần ở bến xe để có thể vận chuyển đồ đạc lên đây. Và các bạn nếu tới đây vào lúc khoảng 4:30 5 giờ thì đã thấy có sản phẩm của Ninh Thuận, của Trà Vinh, của Đà Lạt, của Đồng Tháp là các bạn đã đem tới rồi. Một cái sự đa dạng tôi nghĩ rằng là nó rất là gần gũi, bởi vì các anh chị thấy là có thể có bao bì rất đẹp giống như công ty gạo Cỏ May, rất là chuyên nghiệp vì đó là một công ty gạo lớn, nhưng một công ty mà rất là hỗ trợ cho hoạt động của các bạn trẻ khởi nghiệp. Hoặc là những cái rất đơn giản là những cái bao bì mà chỉ có đóng bao lại rồi dán chip lên này kia vân vân, thì là của các bác nông dân thuần túy. Thì ở đây chúng tôi đang ráng cố gắng phấn đấu rằng là sản phẩm của mình thì nó sẽ hướng tới sạch, an toàn. Có những sản phẩm là hướng hữu cơ, bởi vì thực ra mình không dám nói hữu cơ, bởi vì nó cũng khó lắm, nhưng mà hướng hữu cơ và được người tiêu dùng đồng ý. Cái đó là cái hướng về mình đánh đến chất lượng. Nhưng mà với cái sự tử tế và cái sự hay ho thú vị như thế này thì không biết là mình có dự định là mở rộng ra các khu vực khác hay không? Tại vì nếu mà chỉ có một địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì nó sẽ không đáp ứng đủ cái nhu cầu cho người dân thành phố muốn tìm đến thực phẩm sạch ạ. Nếu trở ngược lại lịch sử khi mà thành lập phiên chợ từ năm đầu năm 2016 thì có lẽ tất cả mọi người đều biết rằng thành phố Hồ Chí Minh không có phiên chợ nông sản. Điều đó là phải khẳng định như vậy. Chỉ có thể có những cái cửa hàng rau sạch nhưng mà không nhiều. Nhưng mà cho tới nay thì các bạn thấy qua 2 năm thì cửa hàng nông sản, phiên chợ nông sản mọc lên rất 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 là nhiều. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái mà nó hay ở chỗ là chúng tôi đã truyền đạt một cái thông điệp tới cho mọi người là cuộc sống xanh, cuộc sống sạch nó đang phù hợp với nhu cầu, và đó là nhu cầu của xã hội. Và như vậy thì mình không tổ chức vì mà mọi người thì cũng họ sẽ tổ chức giúp cho mình rồi. Thành ra vấn đề của chúng tôi đặt ra là
phiên chợ của mình. Ở đây là chúng tôi đi theo những cái kênh khác, chứ không phải là kênh mở rộng thì phục vụ thị trường, phục vụ bà con thành phố không. Bởi vì mình bây giờ có nhiều lắm, nha. Mua online cũng được, rồi mua cửa hàng cũng được. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng tôi chú ý thứ nhất, đó là hỗ trợ các bác nông dân trực tiếp sản xuất. Các câu lạc bộ làng nghề, các bạn trẻ khởi nghiệp, và người ta đem sản phẩm lên. Cho nên ở đây nó rất là phong phú, rất là đa dạng. Và tôi nghĩ rằng cần một cái sự độc đáo trong phiên chợ, chứ không phải là sản phẩm nào cũng có. Dạ đúng rồi, rất là độc đáo khi mà nghe kể chuyện về cái phiên chợ như thế này. Nãy giờ mình kể chuyện nhiều về phiên chợ rồi, bây giờ là thực tế một chút xíu. Sáng nay là Xuân Phát muốn đi chợ một chút xíu, không biết là cô Kim Anh giới thiệu những sản phẩm gì đây ạ? Hay thú vị, ví dụ trái cây, rau củ này thì sao ạ? Bây giờ mình đi trước đi. Dạ. Mình đi trước tới Tháp. Dạ, dạ. Đồng Tháp. Đây là tất cả những sản phẩm này là đến từ Đồng Tháp của câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Đồng Tháp. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày thứ hai của phiên chợ, thì nếu mà hết hàng thì các em nó sẽ nhập hàng thêm từ ở Đồng Tháp lên. Và các bạn thấy rằng là lá vân vân vẫn còn tươi xanh, và đây là nhãn Aidon. Và nhãn này đã được chỉ dẫn địa lý. Được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, và công nhận nó là một sản phẩm đặc thù, đặc trưng của Đồng Tháp. Rồi nhìn là thấy thịt dày á cô, đúng không ạ? Thì bây giờ thử sáng sớm mở hàng thôi bây giờ là nhìn thấy là chất lượng rồi cho nên là mua 1 ký. Rồi, mua 1 ký, cô bán hả? Bán 1 ký. Em thấy là cái đây là cái sản phẩm mà nhãn được trồng theo một cái tiêu chuẩn Việt Gáp, và có một cách ly an toàn, và các bạn thấy rằng là nó rất là ngon, thịt nó rất là dày. Đúng rồi, thịt vô cùng dày, thịt rất là... hái cái trái, cái quả mà em thấy là nó rất là nhỏ, chứ không phải là cái quả lớn để mình quảng cáo sản phẩm. Vâng ạ. Chị ơi, cân giùm em 1 ký nhãn, một lát nữa thì quay lại lấy nha chị. Đây là món quà mà đem về cho. Các bạn này là của câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp của Đồng Tháp. Và các em đó đã đeo bám với cái chương trình này như vậy là được từ đầu cho tới bây giờ. Và phải nói là tỉnh Đồng Tháp là cái tỉnh mà chúng tôi đánh giá rất là cao về cái chuyện quan tâm của các cấp chính quyền cho tới tất cả các bạn trẻ làm ra sản phẩm tốt để khởi nghiệp. Rồi, ở đây thì quý vị có thể thấy được là có nhãn, có xoài, có ổi, có cả nem lai vung của Đồng Tháp nữa, rất là thú vị. Đặc biệt, đây là một cái ổi mà phải nói là một cái ổi mà các bạn thấy cái trái này nhỏ nè. Nhưng mà có những lúc là có những trái ổi là có cả ký. Và đây là chỉ có một cái vùng của Đồng Tháp mà còn duy trì lại cái giống này thôi. Có vẻ như thời lượng của chương trình mình trong buổi sáng ngày hôm nay không dành nhiều. Thôi bây giờ mình tìm hiểu thêm về cái rau củ một chút xíu nữa. Mình qua Trà Vinh thì có lẽ các bạn thấy là trái vú sữa, chúng tôi không đặt nặng là trái vú sữa phải thật là to, thật là bự, nhưng vấn đề chất lượng của trái vú sữa nó như thế nào, các bạn thấy là nếu mà so sánh thì có thể có trái lớn, trái nhỏ. Tôi không biết là cái giá của ở nhà chị Hoa chỉ bán trái lớn thì bao nhiêu, trái nhỏ bao nhiêu, nhưng vấn đề chúng tôi muốn đặt ra đó là thực ra hồi nhỏ tôi rất là thích ăn vú sữa nhỏ xíu vậy nè, nó kêu là vú sữa hột gà, nó rất là ngon. Đó thì có khi nó lại không có ngoài thị trường nữa. Vú sữa, dưa hấu, đậu, rau củ quả này thì mình bán như thế nào ạ chị? Giá cả nó có quá cạnh tranh với thị trường hay không chị? Giá hiện tại giá rau của chị thì thực ra một số mặt hàng hiện tại mà chị so tới thời điểm này là một số mặt hàng của bên chị vẫn đang rẻ hơn giá siêu thị. Ví dụ như là khổ qua hôm nay thì vườn chị đang hết. Nhưng mà khổ qua thì hiện tại siêu thị đang bán giá 45.000. Hiện tại phiên chợ xanh chị vẫn giữ giá là 40.000. Thời điểm mà Tết vừa rồi đó, ở ngoài giá tăng lên tới 60-70.000 đồng, chị vẫn bán cho khách hàng của chị là 40.000 đồng. Có nghĩa là giá ở đây là tụi chị làm sao để cho khách hàng của mình có một cái giá tốt nhất. Đúng là tử tế cô. Một cái sản phẩm nó hơi khác, ở ngoài chợ mình đi kiếm hơi khó. Chắc Hoa nói sơ qua về cái xà lách ngắn gọn thôi, để đừng mất thời gian như những đơn vị ngắn khác. Ngắn gọn thôi, đúng rồi. Cái xà lách son này thì chỉ có bên chị là có cái xà lách này. Ở ngoài chợ thì em sẽ thấy cái xà lách son sỏi, nó nhỏ xíu, người ta cứ để trong cái thau xong người ta ướp nước đá. Còn bên chị thì cái rau này có một cái đặc điểm là họ về, khách hàng mua về thì họ không phải ngồi lạch, không phải gì hết. Họ chỉ cần bung cái dây này ra và rửa nước lạnh, không phải rửa nước muối. Tại vì bên chị nuôi trồng sạch, sau đó đã xử lý vi sinh rồi. Đó là một cái đặc điểm coi như là rất là khác. Với lại thêm nữa là cái xà lách son này thì họ trồng ở trên cái mặt đất, hoàn toàn là không bị những cái diễm, những cái dạng ký sinh trùng. Thật sự là
trong buổi sáng ngày hôm nay có dịp đến với phiên chợ, Xuân Phát không nghĩ là mình được tìm hiểu rất là nhiều về những cái sản phẩm như thế này đâu ạ. Nhưng mà bây giờ là được nhiều hơn cả những điều mình mong muốn. Thôi bây giờ mình sẽ lấy bịch nhãn và mình đem về. Cảm ơn cô Kim Anh trong buổi sáng ngày hôm nay đã đến với chương trình Chào Buổi Sáng Chúc Bình An và mang đến cho tất cả quý vị khán giả thật là nhiều điều thú vị về phiên chợ xanh tử tế chỉ có duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, 135 Baxter, quận 3 quý vị nha. Vâng ạ, cô Kim Anh muốn nói lời nào cuối cùng gửi đến tất cả quý vị khán giả của Chào Buổi Sáng Chúc Bình An không ạ? Xin cảm ơn và xin tất cả chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay. Mục tiêu của phiên chợ xanh là lúc nào cũng muốn đem cái sản phẩm an toàn, sạch, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cho các bà con nông dân và các bạn trẻ khởi nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động không thể nào không có những cái khiếm khuyết xảy ra, và chúng tôi mong rằng là bà con là hãy đến với phiên chợ xanh mỗi tuần thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ sáng tới 17 giờ chiều và sẵn sàng, và chúng tôi cũng sẵn sàng nghe góp ý của tất cả quý khách hàng với phiên chợ ngày hôm nay. Dạ. Rồi chị ơi, nhãn của Xuân Phát đâu ạ? Đây quý vị ơi, thật sự là một bịch nhãn này một về lát chắc phải mua thêm, bây giờ trên truyền hình thì mình mua một ký đỡ thôi. Bây giờ sẽ mang về cho anh em cùng cơ quan, và thật sự đến với phiên chợ xanh tử tế thì Xuân Phát cảm thấy rất là thỏa mãn trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Một buổi sáng chủ nhật không đi đâu xa, chỉ cần đến với phiên chợ xanh tử tế nho nhỏ trong góc thành phố nhưng mà vẫn mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị theo dõi tiếp chương trình của chúng tôi, Xuân Phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn phần tác nghiệp vừa rồi của phóng viên Xuân Phát cùng với một cuộc kết nối rất thú vị từ phiên chợ xanh tử tế ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng với phần tác nghiệp vừa rồi, quý vị cũng đã có thêm một địa chỉ để mình lựa chọn những thực phẩm sạch, an toàn, một bữa ăn thật dinh dưỡng và giá cả cũng phải chăng cho cả nhà mình. Vâng ạ, Phương Thảo tin chắc rằng là quý vị sẽ có những cái niềm vui như Xuân Phát đã nói đến đây. Tại vì bản thân Phương Thảo cũng đã từng đến ngôi chợ này rồi. Và quý vị có biết không, đôi khi mình mua những cái bó rau á, được gói trong lá chuối luôn, rất là dễ thương. Bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm mà họ bán theo từng túi, ở trong đó có rất là nhiều món và mỗi túi như vậy ví dụ như là 15.000, 20.000. Cái cảm giác giống như là mình đi chợ ở quê vậy đó, mang rất là nhiều thứ về nhà và mọi người dường như là cũng có những cái sự chuẩn bị sẵn cho những cái bữa ăn của tất cả chúng ta, những cái món mới, món lạ, món ngon và với giá cả rất là phải chăng. Hy vọng là sẽ là một cái điểm đến mà quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu như chúng ta chưa đi chợ, nếu như chúng ta chưa có những cái dự định gì thì có thể ghé qua ở địa chỉ là 135 A Baxter, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Và trong một cái buổi cuối tuần như thế này thì Phương Thảo nghĩ rằng là ngoài việc là chúng ta dành những cái khoảng thời gian để thư giãn ở nhà hay là đến những cái địa điểm gần chỗ ở giống như là phiên chợ vừa rồi, thì có lẽ là nhiều gia đình cũng sẽ tranh thủ thời gian cuối tuần sắp xếp để đi xa cùng với những người thân yêu như là một cuộc du lịch ngắn ngày mỗi khi mà chúng ta có đủ thời gian.